Xin giới thiệu diễn viên Kim Hải, diễn viên Diệp Bảo Ngọc, diễn viên Huỳnh Như, diễn viên Tà Lâm và diễn viên Huy Khánh. MC Quốc Bình. Kính thưa toàn thể quý vị, và đây chính là những người trong suốt những tháng vừa qua đã miệt mài để có thể ngày hôm nay giới thiệu với quý vị bộ phim Lật Mặt 6 với chủ đề Tấm Vé Định Mệnh. Và câu chuyện ly kỳ như thế nào thì tất cả ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi. Và hãy dành thêm cho các diễn viên cũng như nhà sản xuất của chúng ta những tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Trước tiên thì bây giờ xin phép được mời diễn nhà sản xuất Lý Hải và nhà sản xuất Minh Hà sẽ thay mặt cho đoàn làm phim gửi tới các thành viên trong bộ phim Bó Hoa thay cho lời cảm ơn chân thành nhất bởi những đóng góp của mọi người cùng với đoàn phim. Lý Hải gửi lời chân thành cảm ơn tất cả quý quan khách, các cô, các chú, các anh, các chị cũng như các bạn và các em đồng nghiệp đã đến đây tham dự một buổi chiếu ra mắt bộ phim Lật Mặt phần 6 của Lý Hải ạ. Mặc dù đây là lần thứ 6 được đứng trên sân khấu để phát biểu cảm nghĩ mà nhưng vẫn hồi hộp, vẫn run như ngày đầu ạ. Lý Hải cảm ơn tất cả mọi người. Thank you.
làm đây thì nó điểm đi rồi nè. Rồi nhớ giữ cái cúp chơi nha, cái tiệc lạc đó nha. I'm going to go ahead and see if I can get a little bit more.